Kính chào quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn ngày mới làm việc và học tập hiệu quả. Chắc hẳn người Sài Gòn, nhất là những người dân sinh sống ở khu vực Bình Thạnh không còn xa lạ gì với tên gọi Văn Thánh. Như cầu Văn Thánh, khu du lịch Văn Thánh, chợ Văn Thánh, ga Văn Thánh và một vài địa điểm khác. Vậy có bao giờ bạn tự hỏi Văn Thánh là khu vực nào và tại sao lại có tên gọi Văn Thánh hay chưa? Cùng mình tìm hiểu nguồn gốc, ý nghĩa của tên gọi Văn Thánh cùng một số công trình mang tên Văn Thánh tại quận Bình Thạnh nhé! Văn Miếu được xây dựng đầu tiên tại Thăng Long, Hà Nội từ năm 1070 dưới đời vua Lý Thánh Tông. Đến năm 1808, vua Gia Long ra lệnh xây Văn Thánh Miếu và Quốc Tử Giám ở Kinh Đô Huế, đồng thời ra lệnh cho xây Văn Thánh Miếu ở các vùng đất học nổi tiếng trong cả nước. Vua Gia Long gọi nơi thờ Khổng Tử và các bậc tiên hiền là Văn Thánh Miếu, tức là miếu thờ thánh của ngành văn, thay vì là Văn Miếu, nhằm để cụ thể hóa hơn. Riêng tại tỉnh Gia Định, sách Đại Nam Nhất Thống Chí Lục tỉnh Nam Việt của Quốc Sử Quán Triều Nguyễn ghi, Văn Thánh Miếu được xây dựng ở địa phận thôn Phú Mỹ, huyện Bình Dương, phía đông thành Gia Định, sùng bái tiên thánh Khổng Tử, quy chế rộng rãi, phía hữu dựng miếu Khải Thánh, dựng năm Minh Mệnh thứ 5. Theo thời gian, vùng đất xung quanh Văn Thánh Miếu đã được gọi thành khu Văn Thánh. Sau khi thành Gia Định thất thủ năm 1859, Văn Thánh Miếu của tỉnh Gia Định đã bị quân Pháp tháo dỡ để xây dựng cơ quan quản lý tàu thủy. Văn Thánh Miếu không còn. Tuy vậy, hai chữ Văn Thánh vẫn còn được gọi cho các dấu tích thiên nhiên và nhân tạo cận kề với Văn Thánh Miếu, một biểu tượng của vùng đất học Gia Định xưa. Tên gọi chợ Văn Thánh, bến xe Văn Thánh, rạch Văn Thánh cũng từ đó mà ra. Trên khoảnh đất xưa của Văn Thánh Miếu tỉnh Gia Định, về sau người dân địa phương đã xây dựng một ngôi chùa thờ Phật đặt tên là chùa Văn Thánh. Chánh điện chùa là ngôi nhà cổ xưa ba gian hai trái. Vách chùa trước đây cũng bằng gỗ, nhưng qua thời gian nay thay bằng tường gạch. Phía trước sân chùa là tượng Quan Thế Âm Bồ Tát ngự trên tòa sen cao. Những ngày lễ Tết hay mùng 1, ngày rằm, khách đến thăm viếng chùa khá đông. Dưới gốc cây bồ đề trước chánh điện chùa Văn Thánh, có dựng một tấm bia với vài dòng chữ Hán, ghi lại gốc tích về sự hình thành ngôi chùa này. Trong đó có một chi tiết quan trọng, chùa được xây dựng trên khuôn viên của Văn Thánh Miếu, tỉnh Gia Định. Trước năm 1994, ở số 561A Điện Biên Phủ, quận Bình Thạnh ngày nay là bến xe Văn Thánh, dành cho một số tuyến xe khách từ Sài Gòn đi các tỉnh miền Đông. Từ năm 94, chợ Văn Thánh được xây dựng trên nền bến xe này. Đây là một trong những ngôi chợ có quy mô lớn ở Sài Gòn bấy giờ. Năm 2010, chợ Văn Thánh đóng cửa để bàn giao mặt bằng cho một dự án xây dựng. Hiện nay, tại khu đất ấy là tòa cao ốc Plaza với chiều cao 32 tầng nổi, 4 tầng hầm. Ngôi chợ Văn Thánh thì đã được xây mới ở khu dân cư phía sau. Lô đất phía cạnh bên Plaza giáp với rạch Văn Thánh, hiện nay là bến trung chuyển xe buýt thành phố, giúp ta gợi nhớ đến bến xe Văn Thánh xưa. Tuy nhiên nơi đây chưa được đưa vào khai thác, mình nghĩ nguyên nhân có lẽ không có đường ra vào. Ngoài ra, Văn Thánh cũng là tên hai cây cầu bắc qua một con rạch trùng tên. Một cây cầu nằm trên đường Nguyễn Hữu Cảnh, nơi bắt đầu rạch Văn Thánh. Cây cầu còn lại thì nằm trên đường Điện Biên Phủ, gần với Plaza.
Rạch Văn Thánh chảy trong khu vực quận Bình Thạnh, một đầu nối với rạch Cầu Sơn, một đầu nối với rạch Thị Nghè, dài 2.300m. Như nhiều kênh rạch khác ở thành phố, rạch Văn Thánh vừa bị ô nhiễm, vừa bị lấn chiếm làm cho dòng chảy hẹp. Các khu nhà lụp sụp mọc lên dọc theo con rạch, làm thu hẹp dòng chảy. Tuyến rạch Văn Thánh có vai trò rất quan trọng trong việc tiêu thoát nước cho khu vực quận Bình Thạnh. Tuy nhiên, nhiều năm nay do bị bồi lấp và lấn chiếm nhiều nên con rạch này không còn khả năng tự thoát nước, ô nhiễm và bồi lắng trầm trọng. Do đó, thành phố cũng đã lên kế hoạch cải tạo rạch Văn Thánh với tổng mức đầu tư dự kiến là 1.200 tỷ đồng từ ngân sách thành phố. Việc cải tạo các tuyến kênh, rạch ô nhiễm được thành phố quyết tâm đẩy nhanh triển khai trong giai đoạn 2021 đến 2025. Ngay dưới chân các tòa nhà cao ốc đẹp đẽ, sang trọng, lại có một nơi mà người dân sống chen chúc nhau, nguồn nước không đảm bảo, rác rến và chịu mùi hôi thối từ con rạch. Cuộc sống của những người dân trong các khu nhà như ổ chuột này hiện nay cũng rất vất vả. Hy vọng dự án sẽ được nhanh chóng triển khai và có các biện pháp hỗ trợ bà con sống ở khu vực này để cải tạo, làm đẹp thành phố, đồng thời giúp những người dân nơi đây có cuộc sống tốt hơn. Hiện nay, trên một khúc rạch Văn Thánh gần sông Sài Gòn là một đoạn đi trên cao của tuyến metro số 1. Ga công viên Văn Thánh là một trong những nhà ga của tuyến metro số 1. Trong khi metro số 1 sẽ chạy vào tháng 7 năm 2024, thì ga Văn Thánh cũng đang gấp rút hoàn thiện trong và ngoài ga. Ngoài ra, thành phố cũng sẽ quy hoạch thêm các tuyến đường xung quanh ga để tiếp cận cứu hộ cứu nạn nhanh chóng. Nếu di chuyển theo metro từ quận 1, thì ga Văn Thánh sẽ là nhà ga trên cao đầu tiên. Ga này nằm trong khu dân cư nên không có cầu vượt bộ hành như các ga trên cao khác. Khi tuyến metro số 1 đi vào hoạt động, ga Văn Thánh sẽ rất tiện lợi cho người dân khi đi làm việc tại các văn phòng gần đó và khách du lịch tiếp cận với khu du lịch Văn Thánh. Văn Thánh còn là tên gọi của khu du lịch Văn Thánh nằm trên đường Điện Biên Phủ, cách trung tâm quận 1 khoảng 2 km. Khu du lịch có diện tích 7,7 hectare, trong đó có 2 hectare là hồ nước. Tại đây có các khu vực giải trí, nhà hàng với vườn hoa cây cảnh, biến khu du lịch này thành một khuôn viên xanh mát, một khu du lịch sinh thái giữa lòng Sài Gòn. Như vậy, chúng ta đã biết về nguồn gốc tên gọi Văn Thánh, tuy bây giờ Văn Thánh Miếu không còn, nhưng hai chữ Văn Thánh vẫn còn được sử dụng để đặt tên cho các công trình, địa danh, thiên nhiên và nhân tạo ở nơi đây, là một biểu tượng của vùng đất học gia Định xưa. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video. Hãy đăng ký kênh và bình luận góp ý phía bên dưới để kênh làm tốt hơn trong các video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại!